Rồi, ok, hello anh em ha. Mình là mình đây. Thì hôm nay mình có qua chạy cá của ông Nhí. Mình tổ chức một trò chơi chấm tất cả mọi thứ bằng xài non. Rồi, cái luật chơi là nó như thế này: quay vô cái gì, chấm cái đó. Ở đây là mình có nhiều lắm: mắm đường nè, bồ tạc nè, nước chanh nè, tương ớt nè, nước tương nè, mắm ruốc. Mắm ruốc là được thêm 100 ngàn. Vô mắm ruốc là mình được 100 ngàn. Vô cái phần mắm ruốc là mình sẽ được nhận liền 100 ngàn. Thấy không? Đó là phần thưởng của trò chơi này. Mình vô giấm, xài mà chấm giấm. Đây, đây là cái chén nước giấm nha. Đó, mình nhìn nó trắng bách à, nhưng mà đây là giấm nha. Mới chiết ra luôn. Rồi, rất là nồng luôn. Siro nè, tương ớt. Vô tương ớt thì mình sẽ được thêm 50 ngàn. Với một điều kiện mình phải ăn hết miếng xài chấm vô tương ớt. Ăn một cái là chấm một cái. Đó, cái luật chơi nó khó vậy đó. Bò cụng là dễ. Xài non chấm bò cụng. Sữa. Xài này, ê lộn rớt rồi. Cái miếng xài này mà chấm vô sữa thì nó cỡ nào? Cái này đi liền luôn á. Này dễ đi lắm nha. Anh em suy nghĩ kỹ trước khi tham gia trò chơi này nha. Trong này là mình có xì tin nè, muối tôm nè. Vô muối tôm thì mình sẽ được 50 ngàn. Mắm đường nè, cái này ngon. Xài non mà chấm mắm đường là ngon. Đó. Trên mắm đường là có bồ tạc. Bồ tạc mới ghê. Đó. Trên mắm đường là có bồ tạc nha. Chanh. Mấy cái này bình thường. Nói chung là chơi để mà vui, ăn ngon thôi. Chứ mấy cái này chưa có kinh khủng lắm đâu. Nước tương, mắm ruốc, đó đơn giản vậy thôi. Quay một cái, quay thử nè. Vô sữa. Rồi giờ đưa miếng cho ông Nhí test thử nè. Tao có chơi, tao mới ăn chơi mà. Rồi, thì cái luật chơi nó như thế này: quay vô cái gì, chấm cái đó. Một lần ăn á là ăn hết một miếng như thế này. Thì mình sẽ kiếm cơm, mình quay, mình chơi, mình kiếm tiền. Khi mà kết thúc trò chơi mình sẽ đưa tiền 50, 100. Mình quay nhiều lần thì mình sẽ được rất là nhiều tiền. Anh em nào mà đang chơi giữa chừng mà bỏ cuộc không chịu chơi nữa, chịu không nổi nữa, thì mình phải trả tiền lại. Anh em nào mà theo tới cùng luôn á thì sẽ được tiền. Mấy ông kia nghỉ hết á, còn mình ông này á thì ông đó sẽ được tiền. Còn anh em nào mà đang chơi á, bỏ cuộc không chơi nữa, ăn hết nổi á, sợ đi ị á, thì thôi, trả tiền lại cho tôi. Khó mày. Khó. Đâu có khó. Mày chấm mấy cái đồ nghiệt không mà không khó. Thì bây giờ bốn ông chơi không ai bỏ cuộc hết. Hết rổ xài này trong chớp mắt. Đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Rổ xài này coi bộ đâu có nhiêu đâu. Có nửa ký à. Chặt ra nè. Đó. Ăn vài lũm là hết. Thì cái trò chơi này mình sẽ tổ chức mà mình không có chơi. Bây giờ mình sẽ review mấy cái chén ở đây cho anh em coi ha. Rất là ngon luôn. Cái này là muối tôm nè, sữa nè, giấm nè, bò cụng nè, nước tương nè. Mấy cái này dễ. Nước chanh nè. Chanh là chanh chua nha, nặng vô. Mắm ruốc nè, đó quá ngon luôn ha. Cái này gì? Xì tin nè. Bồ tạc nè. Bốn ông này là không có ông nào biết ăn bồ tạc nha. Vô cái này là vui nè. Cái này là siro cam nha anh em. Siro cam nha. Mắm đường. Và cuối cùng là tương ớt. Rồi bây giờ ai chơi trước? Nè. Để tao trước đây. Ông Nhí trước phải không? Thôi theo thứ tự đi. Bây giờ ông Tư trước đi. Rồi tới ông. Rồi tới thằng cu này. Tới thằng cháu này. Đâu có, mày thứ tự phải từ nhỏ tới lớn hoặc là từ lớn tới nhỏ chứ. Rồi ông trước luôn. Cho ông trước luôn. Rồi bây giờ bắt đầu quay đi. Trò chơi bắt đầu nha. Chưa quay nha, chưa quay nha. Rồi cứ quay đi. Rồi quay nè. Bò cụng là đỡ cho ông đó. Rồi một miếng chấm bò cụng nha.
chấm đàng hoàng nha. Ăn một lũm cũng được, hai lũm cũng được, mà chấm phải nhiều nha, mạnh tay nha. Rồi, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Sai mà mày chấm một bò cụng nữa. Nó chua, nó chua, nó ngọt. Nó giống như trái cây, nước trái cây vậy á. Được á, được á. Không sao. Rồi, không sao. Rồi, tiếp tục, tới thằng cụ em. Em từ chứ. Từ chưa, quay ngược được không? Quay hướng nào cũng được. Vô mắm ruốc mà được 100.000 nữa, vừa vô mắm ruốc mà vừa được 100.000 nữa, thấy không? Quá đã. Thằng tàu lâu này nó hên mày. Rồi ông Tư, mắm ruốc. Mắm ruốc thì thôi khỏi canh. Quá ngon. Cầm ăn luôn. 100.000 liền. Trò này câu bộ tốn tiền dữ á. Đó, vừa ăn ngon mà vừa có tiền xài nữa. Ngon chứ. Rồi. Thôi. Tới em đó, xin mời. Xì vô. Rồi, mày quá đỏ. Giống tao luôn, cay. Xì rô nha em. Đây. Xì rô nha. Rồi, chấm vô. Ồ, một cái thôi, đừng hai ba cái anh chị cho mệt đó. Ngon. Ừ, ngọt. Ngọt. Cái gì mà ngọt là ngon à. Đó. Rồi tiếp tục. Cái nào Ê. Yeah. Yeah. Hên chưa. Quá hên luôn. Mắm ruốc. Đó, vừa được ăn ngon mà vừa có tiền xài nữa. Được mua ta. Quá đã luôn. Ăn hộp luôn hả? Đây, mắm ruốc. Một cái một. Ăn hộp luôn rồi. Ăn mạnh lắm. Bởi vậy ăn hộp luôn nó mới đỡ chua. Nè tôi chỉ ông nè. Cái miếng xài này mình gỡ hộp ra nó chua nha. Nhưng mình để về mình ăn luôn nè. Rất là ngon. Tin tôi đi. Chút xíu thử đi. Rồi tao ông Nhí đó. Ăn tao hả? Quỳnh ngồi thử à. Tao hên. Nghĩ là vô sữa. Có rồi mày. Bù tạc. Vô bù tạc nha. Ồ, dính này rồi. Nghỉ sớm á. Dính cái này là nghỉ sớm nè. Cái luôn chứ gì nữa. Rồi chấm bù tạc đang qua nha. Cái này anh dội luôn. Tao làm như tao không có duyên chơi cái này. Rồi chấm bù tạc. Bù tạc nha. Một cái một thôi, đừng hai ba cái. Hai ba cái là hai ba lần chấm á. Chưa nhai xong. Đen quá ta. Gần Tết rồi, mình chơi kiểu này là giống Tết nè, đúng không? Này cho thử ít nhỉ. Tết này nâng cấp lên, cái này mới demo à em. Chờ 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 thôi. Rồi, như đó cũng được rồi đó. Ăn lần luôn, chứ ăn nhiều lần nó nồng lắm. Bịt mũi lỡ. Bịt mũi lỡ, nó không nó nồng á. Ăn hai lần không phải chấm hai lần. Cay không, cay không? Lên não á. Cay không? Nồng lắm, nồng cay lắm á. Phải không? Rồi thôi được rồi, chấm lần vậy cũng được rồi. Một lần. Này phải có ca nước chứ. Không có ca nước. Chơi không nổi đầu hàng. Chơi không nổi đầu hàng, đúng rồi. Thằng cu này có tương lai nè. Tao nói mày á, đứa nào mà không biết ăn cái này á, một chút mà dở mày dính mày thử miếng mày. Nó kinh khủng khiếp lắm luôn á. Mình đừng có chiêm nghiệm nó, mình nuốt trọng vô luôn. Mày hú lên đây nè. Phải không? Mình nuốt xuống chạy đây liền nè. Ghê hả? Ừ. Xui, xui lắm mới bị. Xui lắm mới bị. Ông xui lắm mới bị. Tới tôi nè. Tới ông Tư nè. Những cái chồng nữa. Bồ tạc. Mắm đường, mắm đường. Mắm đường là ngon. Rồi. Mới đây gần hết rổ rồi không? Đó, mắm đường đây. Coi chừng nhiễu nhão nha. Rồi, tới thằng cu em này. Tới thằng cu này, đúng rồi, tới thằng cu này. Ủa, ông nội này hai lần bồ cụng người ta.
cá siro cái bò cụng. Rồi, bò cụng. Đây. Quay cho chúng 100k rồi. Bò cụng là ngon lắm, chấm ngập luôn. Nó đi với cái cây vậy? Chấm ngập luôn. Nó đi với nước ép cái cây vậy? Hồi sáng tôi tính để này dầu ăn á. Nhưng mà đổi lại đó. Dầu ăn là mày chơi á chứ ai chơi? Không chơi thôi, có người khác chơi. Nó vẫn có người chơi. Rồi tới ông cháu ha. Rồi cho lại nè. Mình khôn nè, quay mạnh nè. Quay mạnh nó trúng cái ngon. Sữa con. Trời ơi. Sữa ơi. Thử món mới luôn để còn tiếp tục. Để tao mới có dấu chấm đường đó. Đây. Cái này là phải có trọng tài coi nha. Cầm vô nha chứ không cho quẹt. Có trọng tài coi. Rồi. Rồi. Ok vô. Cảm giác sao? Ngọt cực cực ngon. Ngon. Cái này dễ đi thôi chứ nó ngon. Xài mà xài chấm sữa mà. Rồi. Giống như là trái cây thôi. Rồi tao nhí đó. Tao à. Ông nhí vô bột tạng cái nó vui dữ. Bị mấy cái gì đâu không à, kỳ lắm. Chơi cái này tao dễ. Nhẹ nhàng thôi, vô cái nhẹ nhàng nãy giờ mấy cái nặng rồi đó. Thôi nha. Quá lúc. Rồi bò cụng một miếng. Mà nhích miếng qua 50k rồi mày. Rồi bò cụng thôi tự xử đi. Được đó. Tư vậy. Rồi, tới tư vậy. Kiếm 3 là 100k được. Bộ tạc chết. Bộ tạc quá. Cái này coi bộ khó trúng tiền á nha. Coi bộ khó trúng tiền á, nãy giờ mình tốn mới có 2 xị à. Giờ tôi nghĩ là tôi phải trả lại hả? Nghĩ là phải trả lại. Ghé ngang người nghĩ. Ừ. Mà chúng người ta hả? Ờ, có thể chấm vừa phải nha, đây chấm cho. Nhiều quá. Đây có thể chấm vừa phải. Đó, chấm nhiều quá chịu không nổi đâu. Đó, rồi. Bồ tạc nha anh em. Nguyên chất, nguyên chất. Cắn một cái thôi. Bịt lỗ mũi là hả? Có chiêu, có chiêu. Có chiêu. Bình thường vẫn bình thường. Mày sao mày đưa mà sửa mũi. Khà nó ra cho nó bung hết hơi ra. Khà ra, khà ra. Chứ khà ra. Éo là nó nồng. Khà ra. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở mắt luôn à. Nó lên đỉnh liền không? Thôi đừng có bịt lỗ mũi. Bịt lỗ mũi là lên. Xài chua mà chấm bồ tạc. Không nghe được. Từ từ thôi, để cho nó tan hết cái hơ đó, cái hơ nóng đó. Rồi nhai được. Rồi nhai nuốt vô, nuốt vô. Ngưng thở xíu. Hoài ơi. Nó nồng lắm. Chim vô, chim miếng kia vô. Chim vô liền, chim vô liền. Quá đã. Mình thi xong cái cuộc thi này á là biết ăn bồ tạc luôn á. Ừ. Từ từ mình quen luôn á. Chạy con mắt luôn à. Rồi chút xíu nữa cho anh em ít lợi xíu ha. Nhiều quá không tốt. Không rồi ok. Tới bạn này. Tương ớt. Tương ớt. Tương ớt được 50.000. Rồi tương ớt đây. Xài chua mà chấm tương ớt cũng tới lắm á. Chứ không đơn giản đâu. Rồi như đó được rồi em. Năm chục ngàn dễ kiếm tiền quá còn đòi gì nữa. Trời ơi, nhưng mà lát vô hai cái này cái là trả lời liền luôn. Giờ vô thêm cái nữa chắc trả lời á. Này không, không được chơi bỏ ngang nha. Không có quyền bỏ ngang, không nổi nghỉ thôi. Nghỉ luôn hả? Nghỉ thì trả tiền lại mấy ông kia thắng. Ừ, nghỉ chi kệ mày, lát xíu nữa nó qua con à. Tới ông cháu à. À, trăm ca rồi, trăm ca rồi. Chanh rồi. Chua chứ chua. Đưa nó. Đây là nước chanh nha, dắt ra chanh nguyên chất nha. Rồi ăn hộp luôn hay sao? Lụm miếng nhỏ rồi. Nó sẽ mất một ca rồi. Lụm miếng nhỏ rồi. Lấy miếng khác đi, đây đây đây, rồi. Đây chấm cho. Chấm đàng hoàng. Đó. Rồi cầm lên. Rồi. Bao chua luôn á. Tiếp tục. Vô. Bình thường thấy không? Nó ngọt. Ngọt cái gì? Chanh mà ngọt kìa. Cái cơ địa, ngọt. Cái cơ địa của nó chịu. À, không sợ chua. Ừ. Không sợ chua. Rồi. Rồi.
Tao không nhí á. Tao à. Tao không nhí á, có thể là Bồ Tạt á nha. Rồi rồi, tao không nhí. Quay chậm thôi. Quay mạnh quá xui lắm. Rồi được 50. Dám. Ông nhí vô dấm nha. Cái này nhiệt á, cái này nhiệt dữ luôn á. Ông nhí vô dấm nha. Căng, rồi cho ông miếng nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Ừ. Rồi đây. Dữ mày. Nhỏ nhất rồi đó. Miếng này ngon á, miếng này. Rồi, ngon. Đây là cái chén dấm, xin mời anh em test qua thử coi. Phải không? Đừng nghe mùi, nó hăng hăng. Rồi cái này ăn là bịt lỗ mũi nè. Cái này nghe mùi khó ăn lắm. Cái này dấm tết nè. Dấm tết á. Rồi chấm vô. Nhưng mà giấm nó đỡ hơn Bồ Tạt. Động nước luôn ha. Này còn nước này nha. Chồng cho cảm nghĩ. Em nghĩ cho cảm nghĩ. Ừ đúng rồi. Rồi cảm nhận như thế nào? Cảm nhận. Khó chịu. Khó chịu riêng cái này, giấm khó chịu như này. Hai này kinh khủng nhất rồi. Cái mùi vị nó như thế nào á? Cái mùi nó kiểu như là nó chua nhưng mà nó hăng lắm, nó lạc lạc đúng không? Ừ, nó chua mà lạc lạc, chua theo kiểu như giống như là kiểu không chua mấy mà không cũng không có lạc mấy, nó lửng lắm, phải không? Dám để dành bắp gỏi mà ăn không sao ăn được. Rồi tâm tư á, nãy giờ tốn mới có 250 nha. Năm chục. Trời ơi, cái này phải lại, cái này kinh rồi. Kinh gì? Ngay nó nghe mũi tên rồi. Kinh rồi. Đâu, cái này là siro rồi. Rồi cho ông lại đó. Kinh rồi. Kinh này, kinh này. Xíu nữa là qua 50.000 rồi. Đó. Tương ớt 5 xị, ế 50. 50, 50. Ớt thì ngon mà cay. Rồi. Bị cái Bồ Tạt giờ phải lụm lại 50 chứ. Thì nãy người ta chưa trúng mày. Rồi 50 đưa trước luôn. Chấm tương ớt hả? Đúng không? Vậy thôi đúng không? Rồi đúng rồi. Cái đó. Đó, cắn nửa cái thôi. Bình thường ha. Im luôn. Tương ớt ăn nó ngon. Ừ. Nó kỳ cục lắm không? Ngon. Không ngon. Xài chua mà chấm tương ớt mà sao mà ngon được. Nó xài chua mà chấm tương ớt cũng ngon. Nó tan, cái đường nó tan trong miệng nhão nhão, khó chịu. Nhưng mà cái này hơn là xài này, xài ngon rồi. Xài ngon. Xài dở ăn không nổi rồi. Xài này là xài, nó không có chua đâu, nó giòn. Nhưng mà điệp khúc nào nó cũng qua mau thôi. Rồi qua thôi, tiếp tục. Tới em đó em. Trải nghiệm Bồ Tạt cho biết với người ta. Qua Bồ Tạt rồi. Bò cụn mày đâu có được gì đâu, mày vui phải vô tiền mới vui chứ. Ừ, đúng mà không tiền đó. Nãy anh được tiền chưa? Chưa được 50, được 50, được 50. Con nhí chưa được tiền. Rồi xin mời em. Ờ, ta chưa trúng lần nào. Nào đây, 100 rồi. Trời ơi. Tiếp tục. Bạn này là hai lần vô chanh luôn nha. Xài chua chấm chanh chua. Ra chua lét luôn. À, động nước vô. Đúng rồi. Động nước đàng hoàng, chơi là phải chơi đàng hoàng. Động tài mà. Rồi từ từ. Rồi lấy lên quất. Có cái mùi thôi à, phải không? Chua quá. Cái mặt mày. Hồi nãy nó mới khen ngọt, giờ nó nói chua quá. Lần đầu quá. Giờ nó thấm rồi. Cái của anh nó chín héo rồi, gì nó vàng vàng mới chua. Được cái miếng xanh đó ăn. Rồi, nó cũng qua thôi, từ từ nó cũng qua. Đừng ăn miếng vàng này, miếng vàng chua. Ừ, miếng vàng chua luôn. Anh tính chung. Vô hả? Rồi, tới ai hả? Tao nhí. Tao hả? Dính vô Bồ Tạt nữa. Kiếm tiền cái nãy tao trúng tiền mày. Không quay đại đi, hên xui. Quay đại hên xui à? Không trúng đồng nào luôn á. Khó mặt viền số luôn. Vô cái gì đây, vòng ở Bồ Tạt kìa.
Kinh rồi. Chưa. Ai lại? Chanh. Chanh của ông là chanh nè. Kinh gì thấy không? Chanh. Nó vô mũi tên. Trải nghiệm luôn ha. Rồi trải nghiệm gỡ hộp đi. Nãy giờ ông ăn chanh chưa ta? Rồi. Chưa. Đây. Rồi lụm lên quất. Chua. Bình thường á. Bình thường. Không có gì á. Tại của em nó ăn nhiều quá. Ăn hai lần. Quất lên. Nó ăn hai lần chanh. Tân từ. Khó trúng tiền lắm chứ bộ. Rồi bò cụng nha. Bò cụng ăn nhiều với cũng ngán lắm. Đây của ông Tư, bò cụng nha. Rồi tự xử luôn. Tiếp tục tới em đó. Mày. Rồi trải nghiệm nước chanh luôn. Cũng được. Cũng kỳ quá. Nước chanh luôn, đây nước chanh là phải có trọng tài. Tủng. Rồi từ từ. Đó, quậy lên. Đó rồi. Vô nha, đưa vô. Đó, ngon không? Sao? Ê, không nhả nha, không cho nhả nha. Quá. Ừ. Tham gia là phải tham gia cho đàn cho uy tín lên. Rồi, tiếp tục. Coi nó vô cái gì đây, nó túng gì, nó quay nhanh dữ á. Rồi thử một lần cho biết có cơ hội dừng cuộc chơi trả lại tiền. Bây giờ không ăn thì chừng nào ăn đúng không? Đây nói chung là từ từ để lựa cho đó. Miếng này được rồi. Đây rồi chấm ha. Rồi đó. Trải nghiệm coi. Vô nhảy lẹ lên. Tỉnh à. Rồi một tiếng nó mới ăn một ạ. Chưa đó. Tỉnh gì rồi. Chưa đâu. Mày càng rồng lên là càng sạch. Chui ừ. Thả lỏng. Người ta nói ăn một ạ là thả lỏng. Tự rồng có thể ra. Thả lỏng. Khà cái hơi cay ra bớt. Mày khao bằng miệng, mày đừng khao bằng mũi mày nó nằm lắm. Khao bằng miệng mà. Ừ. Xong rồi. Rồi xong. Rồi. Rồi. Nói chung mình không biết ăn nó vậy á. Chấm ít thôi. Rồi tao ông nhí. Rồi làm bồ tạc mắt mày á. Làm cái 100k đi với bồ tạc. Nãy giờ ông nhí chưa trúng tiền nè. Ai cũng trúng tiền hết rồi. Mày cứ chờ tao trúng ba gì đâu. Vô nè. Tập trung vô coi trúng gì. Qua dòng một tạc. Có thể 100 ngàn. Còn có một chút xíu nữa là qua 100k là nó không cho tao trúng nữa. Số ông nhí là nó không thích hợp cho mấy cái trò chơi. Giấm, ổng là phải ăn giấm cho nên là quay trúng giấm không à. Cái trò chơi này tao không thích hợp sao bị suối. Rồi. Giấm mình hửi, mình không dám hửi mà ông ăn luôn à. Hửi chịu không nổi. Rồi ông Quốc ơi, ông nhí ơi, tới tôi. Rồi tới ông Tư. Ê ông đẩy của tôi xém tới được. Quay lại. Rồi quay lại vô bạc rồi. Kệ chưa. Giấm. Siro là bình thường. Giống như nước ép trái cây thôi. Rồi siro. Đây tiền nữa chứ. Siro. Thửng lên. Này đã. Siro bình thường mà. Không sao, siro không sao. Rồi siro bình thường, siro ngon. Siro ngọt. Ngọt. Đừng có vô một bát là được. Năm chục rồi. Muối tôm. Lần đầu tiên mở hàng muối tôm luôn. Đó, muối tôm là chấm thoải mái. Tiền mà ta không có rồi. Chấm thoải mái. Rồi 50 ngàn muối tôm. Rồi trúng tiền.
quá đã, quá đã. Bạn này kiếm được 100 nè, ông nội này kiếm cũng được 100 nè, ông Tư được 150 nè, đó. Còn ông Nhí là chưa có đồng nào mà chấm toàn là dấm không à. Gì đâu mà chú lét luôn á. Rồi tới em. Năm chục rồi. Rồi tương ớt. Tương ớt được 50 ngàn. Tương ớt cũng nghiệt lắm á. Tương ớt nó kỳ kỳ. Vô trong cái nó nhảm cái tương ớt. Kỳ kỳ. Rồi. Hết tiền luôn rồi. Ban tổ chức này lỗ rồi. Đó. Đây. Rồi, nhưng mà nó vẫn được phần thưởng. Được phần thưởng là ngon rồi, tương ớt là dễ tao ăn. Là tao không có là đau khổ nãy tao chưa trúng nè. Mày quay hên xui thôi. Đúng đúng rồi. Đúng chưa? Cái này hồi nãy giờ ông Nhí ông trải nghiệm sữa chưa? Chưa hay gì á. Chưa không? Chưa. Hồi nãy giờ nó toàn là chanh với giấm, giờ nó vô sữa nữa. Ngon lắm chú. Nó nghe lình xình rồi đó. Rồi xin mời sữa ha. Con cháu nó trải nghiệm sữa rồi, không ngon lắm. Ngon không? Còn ngọt ngon lắm. Xài chua chấm sữa dễ đi lắm á nha. Hay quá. 5 phút sau là có kết quả liền. Cái này là mày dễ đi lắm đó. Rồi. Liếm hết sữa rồi ăn. Đó. Chơi phải chơi uy tín nè mày. Chơi phải được nha. Ngọt ngọt béo. Nói chung là dễ ăn hơn mấy thứ kia. Nhưng mà lát nó mệt á. Kỳ kỳ vậy chỗ béo thôi. Nó còn nó hãm lại cái đầu chua. Đúng rồi. Để tôi. Còn xì tin nè. Ê. Ờ. Thôi chắc còn nghỉ mà. Sao hả? Tao nghe thì có chịu quá. Rồi. Ông quốc sữa cái ông nghỉ liền luôn à. Ông Nhí là bỏ cuộc nha. Nói chung là ông không có được cắt nào luôn. Nhưng mà số ông xui quá. Ông quay vô toàn là bồ tạc nè, giấm nè, chanh nè, sữa nè. Những cái thứ độc hại là quy tụ vô ông hết luôn. Cho nên là ông bỏ cuộc, còn có 3 người này tham gia. Rồi tiếp tục em. Vậy tôi mới vô 100 ngàn kìa. Gì? Mắm guốc đó. Mới quay vô á. Mắm guốc 100 ngàn hả? Ừ. Thiệt không? Rồi 100 ngàn ông Tư nha. Đó, chúc mừng, chúc mừng. Rồi chấm mắm ruốc. Mắm ruốc thì quá ngon rồi, khỏi nói. Trúng hoài hay ta. Trúng hoài luôn á. Thèm quá ăn miếng rồi. Phan xí xí cho ăn miếng, nãy giờ thèm quá giải miếng. Đây, để nguyên hộp luôn, chấm mắm ruốc. Nó có duyên với trò chơi đó ha. Chơi nó quay trúng còn có tao không gì đâu. Mấy ông nãy giờ ăn hay á, hết lỗ luôn á. Chua. Chua à. Nhưng mà có tiền thì ăn được à. Ông nội ơi nó chua. Nó chỉ khó ăn để trúng tiền thôi mày ơi. Ông Nhí không chơi nữa thì lấy ghế ngồi coi. Chua quá, hay thiệt. Quá hay. Rồi. Hồi nãy giờ ăn bồ tạc chưa? Chưa. Nó là nãy giờ chưa có. Chưa. Giờ là ai cũng ăn bồ tạc rồi. Ai cũng ăn bồ tạc á. Đây. Để chấm cho ít thôi. Thiên vị cho em xíu nè. Nhưng mà vẫn nằm. Từ từ. Rồi. Từ từ. Ít á. Ít thôi, ít thôi. Nhiều là nhiều rồi. Dừng cuộc chơi cơ. Đừng có cho nó vô cổ họng sớm quá nha. Nhanh nhanh lên. Đưa cho nó ra ngoài. Khà ra, khà ra. Đừng có ém lợ. Ừ. Có. Thôi dừng cuộc chơi đi, dừng cuộc chơi đi. Dừng cuộc chơi, dừng cuộc chơi. Nhưng mà nó qua, chịu khó xíu nó qua nhanh lắm.
Ờ khà đó mày, khà đó. Chim vô, chim vô. Sạc là nó phải sạc thôi. Rồi rồi rồi, bạn này, bạn này chắc nghỉ rồi. Rồi. Sủi sủi sủi. Rồi đi vô móc ra đi. Quất con cái bầu tạc vô dội luôn à. Hết dám chơi luôn. Không không biết gì mà lại là sặc liền ha. Rồi. Cuối cùng là còn có hai nhân vật à. Ừ. Tiếp hả? Chưa nghỉ nữa hả? Cầm cự lâu ghê á. Nước tương. Nước tương. Rồi, nước tương nha. Để tao phụ thu cho. Nước tương bình thường, ông Tư, ông Tư quay đi. Nó mặn mà. Thấp dư. Mặn gì đây? Mắm đường. Mắm đường, mắm đường, không có trúng tiền, hên quá, mắm đường không có trúng tiền. Rồi, mắm đường nha. Trọng tài nó chung riết là kêu hên quá. Mắm đường. Ủa, thằng cháu đâu rồi? Nó đi đâu rồi mày? Cháu ơi, chơi nữa không? Chắc nó nghỉ rồi đó. Cháu ơi, sao vậy? Đang ngồi đi đâu vậy? Vậy tôi là người thắng cuộc rồi. Vậy là còn thằng ở lại là nó là người thắng cuộc. Mấy ông kia phải trả tiền lợi. Đúng ông rồi. Nhí cũng phải trả tiền lợi. Tao có trúng đâu cả. Rồi, kết thúc cuộc chơi anh em. Thằng cháu trốn luôn rồi. Thì kết thúc cuộc chơi là ông Tư ông có được nhiều 250. Hai ông nội kia là Chúc phải trả tiền lợi cho mình đó, nhưng mà thôi tặng ông luôn đi. Thôi cho nó đi. Tặng luôn đi. Nói chung là vui là chính. Rồi kết thúc cuộc chơi ha. Thì đây là một cái trò chơi chấm tất cả mọi thứ bằng xoài chua. Đây là cái dòng sơ tuyển, cái dòng demo thôi. Thì tết nay mình sẽ có những cuộc chơi vui hơn, mạnh bạo hơn. Lúc đó trúng tiền mới nhiều. À, chơi là chơi lì xì luôn á. Ừ. Chơi là lấy thiệt luôn á. Chứ không lẽ trả. Chứ sao? Tôi chia cho ông Nhí 100 nghìn uống cà phê. Quá đã luôn. Ok ok. Rồi thôi hết clip và trả tiền lại. Trả cho mày, thua là mày nói.